15 lời đáp trả của Sư Minh Tuệ khiến ai nghe xong cũng phải thức tỉnh. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, hình ảnh về Sư Thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục được các Phật tử và nhiều cư dân mạng tìm kiếm với mong muốn được nhìn thấy hình ảnh của ông hoặc đảnh lễ với ông. Bởi vì mọi người ai ai cũng thấy rõ được đạo hạnh tuyệt vời của Sư Minh Tuệ, thấy được những giá trị, những thông điệp mà Sư đã lan tỏa là những điều tích cực cho xã hội. Hàng triệu người dân thức tỉnh, sống chân thật, giản dị, thiện lương, bao dung, tiết kiệm, đoàn kết, yêu quê hương đất nước nhiều hơn. Thầy Minh Tuệ làm lợi cho xã hội không chỉ về mặt đạo đức mà còn cả lợi ích về vật chất cho người dân nghèo khó. Nhờ sức ảnh hưởng của Sư Minh Tuệ, bao nhiêu nhà hảo tâm trong và ngoài nước mang gạo mì, tiền bạc, quần áo đến tặng cho bà con dân nghèo ở Gia Lai. Thầy Minh Tuệ giống như một vị Phật sống xuất hiện giữa thế gian này để chấn chỉnh đạo pháp, để Việt Nam trở thành đất Phật của cả thế giới. Rất vui là trong vài ngày đã qua, thầy Minh Tuệ đã đi khất thực trở lại và nhiều Phật tử đứng hai bên đường rất đông để chào đón thầy đi khất thực. Thầy Minh Tuệ đã mang lại những điều thiện lành cho đất nước, thức tỉnh lương tri cho những người đang u mê lạc lối, làm rạng danh cho đất nước Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Trong nhiều video, chúng ta có thể thấy khi hữu duyên được các Phật tử hỏi thầy Minh Tuệ về những thắc mắc trong đạo Phật cũng như trong đời sống, Sư Minh Tuệ luôn trả lời một cách chân thành, mộc mạc, giản dị, đồng thời cũng cực kỳ trí tuệ. Điều này cho thấy quá trình tu tập và học hỏi kiến thức về Phật Pháp của ông đã đạt đến một trình độ tỉnh thức nhất định. Sau đây, và điều hay xin gửi tới quý vị 15 câu trả lời vấn đáp của Sư Minh Tuệ khiến ai nghe xong cũng phải thức tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vấn đáp số 1. Thưa Thầy, con thì ngủ ở nhà cao cửa rộng, có đèn sáng mà con vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng Thầy ngủ ngoài nghĩa địa, dưới gốc cây, thì Thầy có cảm thấy sợ không ạ? Sư Minh Tuệ nhẹ nhàng trả lời, con không có gì nữa nên con đâu có sợ. Không sợ người ta lấy tiền bạc, tài sản, nhà cửa, xe cộ, con chẳng có thứ gì, nên con không có gì lo lắng cả. Con còn mỗi tính mạng này, nếu như họ muốn lấy thì cứ lấy thôi. Còn bộ y áo này của con mà họ cần thiết để lấy, họ vui vẻ thì mình cũng cho họ luôn. Mình không có gì nữa. Nếu mà mình còn nhiều tài sản, còn nhiều luyến ái thì mới khổ. Đức Phật đã dạy rằng ái luyến sinh ra sầu và ái luyến thì sinh ra sợ hãi. Khi con người ta vướng bận bởi ái luyến, còn chìm đắm trong những thứ ta yêu thích và muốn giữ, thì tự nhiên ta sẽ đau khổ và sợ hãi. Nhưng khi ta giải thoát được khỏi những ái luyến này, khi ta không còn gì để mất, thì ta sẽ không còn sầu muộn, không còn sợ hãi nữa. Con đã từ bỏ hết những ràng buộc, những luyến ái này, nên con không sợ hãi dù ở bất cứ đâu, kể cả những nơi mà mọi người cho là đáng sợ nhất. Thông qua những lời nói này của Sư Minh Tuệ, chúng ta có thêm nhiều suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Bình an thực sự không đến từ những gì chúng ta đang có trong tay, mà lại chính từ những việc chúng ta từ bỏ những thứ gì chúng ta đang cố gắng bám víu lấy. Khi ta biết buông bỏ tham sân si, thì tâm của chúng ta cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, thư thái, giống như gió thoảng mây bay. Chẳng còn gì có thể làm cho chúng ta trở nên lo lắng, sợ hãi được nữa. Hãy nhớ rằng, khi con người ta không còn gì để níu giữ, thì đó mới là lúc tâm hồn của ta được tự do và không còn sợ hãi trước bất cứ việc gì. Vấn đáp số 2. Thưa Thầy, Thầy có thể nói về sự khen chê khi Thầy đi khổ hạnh được không? Thầy Minh Tuệ nhẹ nhàng đáp lại, khi đi trên đường, có người mắng chửi con, nhưng con vẫn im lặng. Họ khen hay chê, con đều đối diện với thái độ bình thản như nhau. Khen hay chê
đều chỉ là những âm thanh thoáng qua, không ảnh hưởng đến tâm của con. Khen ngợi không mang lại lợi ích thực sự, còn lời chửi mắng cũng chỉ là những từ ngữ trống rỗng, rồi sẽ tan biến theo thời gian. Đi trên con đường tu hành, con gặp nhiều người, có người có duyên lành thì họ sẽ cho bố thí. Hành động bố thí ấy là công đức của họ, không phải vì khen chê mà làm nên giá trị của những hành động ấy. Khi họ hạnh phúc thì con cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Nhưng anh biết không, khi họ mắng chửi, lòng con cũng không dao động. Chửi mắng chỉ khiến họ đỏ mặt, cau có, còn con vẫn giữ được sự bình an. Cuộc đời này khen chê là lẽ thường tình. Khi người ta khen, thường họ mong muốn nhận lại điều gì đó, có khi chỉ là sự công nhận từ người khác. Khi người ta chê, có thể là vì họ đang mang trong lòng sự bực bội, bất mãn. Nhưng con luôn tin rằng trạng thái tâm tốt nhất là trạng thái cười vui an nhiên. Hãy chọn niềm vui, chọn hạnh phúc. Như Đức Phật đã dạy rằng, chỉ khi tâm an lạc, không bị xao động bởi những lời khen chê, chúng ta mới thực sự sống trọn vẹn được. Kính thưa quý vị, những lời nói này của Thầy Minh Tuệ như một làn gió mát thổi vào lòng người nghe, giúp họ hiểu ra được hạnh phúc và bình yên thực sự chỉ đến khi chúng ta không còn bám víu vào những lời khen chê vô thường. Khen hay chê, xét cho cùng cũng chỉ là phản ứng của người khác. Điều quan trọng là tâm của chúng ta không bị dao động. Chúng ta lựa chọn sống với lòng từ bi và an lạc, bất kể thế gian có nói gì về mình. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc thực sự không đến từ những lời khen chê bên ngoài, mà từ sự bình an nội tại. Khi lòng ta an nhiên, mọi lời khen chê đều trở nên nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng mây bay. Vấn đáp thứ ba: Thầy có thể nói về việc ăn chay không ạ? Sư Minh Tuệ đáp lại: Đức Phật dạy rằng tùy chúng sanh, nhưng mà mình đã từ bi rồi thì mình vẫn nên ăn chay, đừng ăn mặn nữa. Con thấy ăn chay mình vẫn sống tốt mà, đâu phải cứ ăn mặn là ngon đâu. Còn thì ngày xưa một số động vật con vẫn dùng, nhưng một thời gian sau con không ăn động vật nữa, sữa bò cũng không uống nữa. Mặc dù không liên quan gì, nhưng khi con nhìn thấy mấy con bò, con thấy nó vẫn còn hung hãn quá, vẫn còn dùng sữa của nó, con thấy tâm mình bất tịnh, thôi con không uống nữa. Kính thưa quý vị, theo tìm hiểu của Vạn Điều Hay thì việc ăn chay sẽ có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi. Ai trong chúng ta cũng có tâm từ bi, tâm thương người, thương vật, thương đồng loại, thương môi trường, thương hoàn cảnh sống. Chúng ta chỉ ăn thực phẩm rau củ quả sẽ nuôi được tâm thiện lành. Hầu hết trong những lời chia sẻ và thuyết giảng của Sư Minh Tuệ, chúng ta đều thấy ông nhắc đi nhắc lại việc giữ giới, trong đó có giới là không sát sanh, bao gồm từ người cho đến các loài động vật lớn hơn như voi, ngựa, trâu bò, cho đến các loài động vật nhỏ bé như côn trùng, vi khuẩn. Không những không được sát hại mà còn không được làm tổn thương, đau đớn cho con người hoặc các loài vật khác nhau. Người Phật tử cũng không được sai bảo người khác, bày mưu kế cho người khác làm việc hành hạ hoặc sát hại chúng sinh. Khi thấy người khác làm việc sát sanh hoặc tổn thương đến con người và các loài động vật, thì chúng ta phải sinh lòng thương xót và khuyên can ngăn cản. Sự từ bi này của Đạo Phật xuất phát từ đạo lý, bởi vì tất thảy chúng sinh đều yêu quý mạng sống của chính mình, không muốn bị ai làm tổn thương hay làm hại. Khi ta biết đặt mình vào trạng thái của chúng sinh và cảm nhận tình trạng đó, thì người ta sẽ từ bỏ việc sát sinh. Vấn đáp thứ tư: Có một người đàn ông hỏi Sư Minh Tuệ rằng, con đã làm nghề đồ tể 9 năm rồi, con cảm thấy tội lỗi của con quá nặng nề, nhưng nay con muốn tu hành, vậy con nên làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Sư Minh Tuệ đáp lại: Tội lỗi dù có lớn đến ngập trời, một khi sám hối thì liền tiêu biến. Điều quan trọng nhất là phải sinh tâm hổ thẹn với tội lỗi mình gây ra và sám hối trước Đức Phật, quyết không phạm phải nữa. Tội lỗi như băng tuyết, nhưng khi ánh sáng nhật quang chánh pháp soi chiếu thì đều tan biến hết. Kính thưa quý vị, Đức Phật xưa dạy rằng, cõi đời này được gọi là cõi trần thì làm sao mà trong sạch được. Người ta nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vậy nên ở trong bụi tất phải có bụi bặm. Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi nhơ,
muốn chìm đắm trong tội lỗi thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta muốn được trong sạch, thảnh thơi, muốn chút bỏ tội lỗi trong lòng cho được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm đến những phương pháp để trừ bỏ hết bụi bặm, tẩy trừ hết tội lỗi ấy đi. Trong đạo Phật gọi đó là sám hối. Nhờ pháp sám hối của đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc. Vấn đáp số 5. Thầy có thể chia sẻ về bữa ăn mỗi ngày của mình được không? Sư Minh Tuệ đáp lại: từ khi mặt trời mọc lên vào buổi sớm, thuận duyên chỗ nào, khi nào họ bố thí đủ thức ăn thì con ăn khi đó. Chỉ ăn trước 12 giờ thôi, sau 12 giờ là con không ăn nữa. Con có cái nguyện là ăn uống trong cái bình bát. Nhiều khi đi khất thực mà họ không cho mình thì mình không ăn nữa. Mình nhịn ngày đó, tập học đến khi mình thấy ăn uống không làm khổ, không chi phối mình nữa. Họ có khi cho mì gói không, mình cũng thấy ngon rồi. Quả chuối hay cơm nguội hay đồ dùng họ dùng dư, họ cho mình thì mình cũng cảm thấy ngon. Mình không có đòi hỏi phải cho mình đồ chay như ở quán. Kính thưa quý vị, hình ảnh sư thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực khiến chúng ta nhớ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2.600 năm về trước. Cảnh Phật và tăng đoàn đi khất thực được Kinh Kim Cương miêu tả rất cụ thể. Thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 người cùng hội. Bấy giờ gần đến giờ ăn, Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trong thành, Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà khất thực xong trở về tịnh xá, dùng cơm rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi. Ngoài việc nuôi thân để sống và tu tập bằng việc xin ăn, chư tăng ni gieo duyên với chúng sinh bằng bát cơm ngàn nhà, đánh thức Phật tính, lòng từ bi, giảm tính tham lam bùn xỉn trong mỗi người. Đây cũng là cơ hội để họ truyền pháp, lan tỏa thông điệp từ bi hỷ xả, lối sống thiện lành. Nên nhớ, khi đi khất thực, Đức Phật và các đệ tử bưng bát ghé lần lượt từng nhà, chứ không lựa chọn những nhà hảo tâm mà mình biết để nhanh chóng xin đủ bữa. Với bản thân khất sĩ, việc xin ăn cũng giúp họ kiểm soát bản ngã, xóa bỏ tính kiêu ngạo, tự cao, học tính khiêm cung, nhẫn nại. Khất thực cũng giúp đoạn trừ được lòng tham còn lại trong tu sĩ, vì các vị được bố thí gì thì dùng thứ đó. Khi bước đi, không biết được thí chủ sẽ cho gì, nhiều hay ít, ngon hay không. Như vậy, các bậc tu hành đi khất thực vừa xin lại vừa cho, là người nhận bố thí, nhưng đồng thời cũng là người bố thí, là người dạy và cũng là người học. Vấn đáp thứ 6, thầy có thể chia sẻ về chuyện đi bộ hành khất thực của mình bị người ta tác động vật lý như thế nào hay không? Sư Minh Tuệ đáp lại: như hôm bữa con đi tới tỉnh kia khất thực, họ hỏi ông đi đâu, con nói con đi hành khất. Rồi họ bảo ông đứng dậy, tôi giảng cho ông nghe. Rồi ông bảo sao không đi làm mà ăn. Rồi họ tác động khiến con chảy cả máu luôn. Con cũng vui vẻ, mong cho họ sống được hạnh phúc rồi mình cứ đi thôi. Mình gọi đây là luật nhân quả, nghiệp như thế này thì mình cũng vui vẻ, cho dù họ có lấy gậy hay lấy dao thì cũng vậy thôi. Đó là nhân duyên, cũng chẳng quá là chướng ngại thử thách cho mình. Mình vẫn mong cho họ gặp được những điều tốt lành, được hạnh phúc vui vẻ thì mình đi thôi. Cho dù họ có hại mạng mình thì mình cũng vẫn như thế. Kính thưa quý vị, có thể thấy những lời nói này của Sư Minh Tuệ hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng trong sáng của ông, chứ không phải ông chỉ nói cho có lệ. Những lời Phật dạy về nghiệp báo nặng nề từ việc tham sân si đã giúp cho Sư Minh Tuệ luôn quán chiếu được hành động cũng như suy nghĩ của bản thân mình để tránh được những nghiệp duyên oan nghiệp trong tương lai. Sân ở đây tức là cơn giận dữ, nóng nảy, thù hận khi bị xúc phạm, bị tấn công. Sau cơn giận thì người ta dễ sinh lòng oán ghét mà tìm cách trả thù. Nhưng đối với một bậc tu hành như Sư Minh Tuệ thì ông đã sớm từ bỏ sự sân hận này. Chúng sinh bị qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử cũng bởi vì không thắng nổi lòng sân. Chư Phật tự tại, giải thoát do dứt trừ được lòng sân tận gốc. Điều khó nhất
là diệt trừ phẫn nộ ngay từ trong tâm của mình. Khi tâm chúng ta không còn nghĩ đến sân hận, thì tự nhiên cơn giận dữ sẽ không có cơ hội bộc phát ra. Do đó, thông qua câu chuyện này, chúng ta thêm hiểu được về con đường tu hành và đạo hạnh tuyệt vời của Sư Minh Tuệ. Vấn đáp số 7, thầy có thể giải thích về niệm A-di-đà Phật được không ạ? Sư Minh Tuệ đáp lại, A-di-đà Phật là giới, định, tuệ. Phải có giới để tu hành. Mình phải tìm hiểu giới là như thế nào, định như thế nào rồi mình học, chứ không phải đọc suông như vậy. Giới là không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không rượu bia, không trộm cắp. Cứ giữ những giới đó chính là A-di-đà. Có định có tuệ là A-di-đà Phật. Mình niệm như thế, mình phát tâm cầu vô lượng chánh đẳng chánh giác, rồi mình sống bố thí, trì giới nhẫn nhục, tu thiền tinh tấn, sáu ba la mật phải làm cho được. Kính thưa quý vị, trong kinh sách có giải thích như sau. Hai chữ Nam Mô có các nghĩa là kính lễ quy y, phụng thờ cứu ngã, độ ngã quy mạng. A-di-đà Phật là danh hiệu của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, câu Nam Mô A-di-đà Phật có thể hiểu là kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, hoặc quay về nương tựa đấng giác ngộ vô lượng. Kinh Thập Lục Quán có dạy, chúng sinh nào niệm một lần danh hiệu của Phật A-di-đà sẽ tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng. Kinh sách cũng cho biết, Phật A-di-đà từng phát nguyện, chúng sinh nào nhất tâm niệm danh hiệu Ngài sẽ được Ngài tiếp dẫn linh hồn vào vãng sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Câu niệm Phật này hiện thường được các Phật tử dùng để chào nhau, hàm chứa sự nhắc nhở nhau về sự giác ngộ, sống theo giáo lý Phật dạy. Trong các ngôi chùa, bạn có thể nhận ra tượng Phật A-di-đà qua các đặc điểm như trên đầu có các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, miệng thoáng nụ cười cảm thông cứu độ, khoác trên người áo cà sa màu đỏ. Phật A-di-đà có thể ở tư thế đứng, tay phải đưa ngang vai, chỉ lên, tay trái đưa ngang bụng, chỉ xuống, hai lòng bàn tay hướng về phía trước. Trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau tạo thành vòng tròn. Vấn đáp số 8. Thưa Thầy, nhiều tiền có phải hạnh phúc không? Sư Minh Tuệ đáp lại, ngày xưa con cũng từng nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng thực tế không phải vậy. Có nhiều tiền nhưng vẫn có thể đau khổ, ngồi trên đống vàng nhưng lòng vẫn không yên. Nếu anh không tin, anh cứ thử hỏi những người giàu có xem họ có thực sự hạnh phúc hay không. Có người ngồi trên đỉnh quyền lực, giàu sang như vua chúa, nhưng lòng vẫn đầy bất an và phiền não. Còn nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ tiền bạc hay tài sản vật chất, mà là từ sự bình an trong tâm hồn. Nếu không tham lam, không luyến ái, không bám víu vào của cải, con người mới có thể thực sự tự do và hạnh phúc. Người ta có nhà cửa, có tài sản, nhưng lại luôn lo lắng, sợ mất mát. Con không có gì để mất, nên lòng con an nhiên tự tại. Nếu có nhà cửa, tài sản, thì mình phải lo giữ gìn, lo người khác phá hoại, chiếm đoạt. Nhưng con không còn sợ mất bất cứ thứ gì nữa, kể cả thân mạng này. Con đã buông bỏ mọi sự sợ hãi, không còn sợ bất cứ thứ gì. Kính thưa quý vị, quan điểm về tiền bạc cũng như tài sản của Sư Minh Tuệ là một điều hoàn toàn đúng đắn với những lời dạy của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta biết Đức Phật không sở hữu tiền. Mỗi một vị sư chỉ có 3 bộ áo, 1 bình bát. Trong tỳ kheo giới bổn, người tu hành thậm chí không được đếm tiền hay sở hữu tài sản gì. Bản thân Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để tìm ngọn nguồn khổ đau của nhân loại. Ngài chứng minh cho ta thấy cách để giải phóng bản thân khỏi những góc nhìn, những tư tưởng sai lầm thông qua việc kiên trì tu tập tỉnh thức, đạo đức và sự rộng lượng. Thông qua quá trình tu tập này, ta sẽ đạt được hạnh phúc và bình yên. Các thiền sư muốn chúng ta quán chiếu về cái mất chứ không phải là cái được. Ai trong cuộc đời không có lần bị thất bại, mất mát, đau khổ? Xưa kia có một vị hành giả đã viết rằng, nếu tâm ta dằn vặt về vấn đề ai là người tốt hơn mình, xấu hơn mình, hạnh phúc hơn mình, bất hạnh hơn mình, giàu có hơn mình, nghèo khổ hơn mình, thì ta đã tự biến mình trở thành kẻ thua cuộc. Con người ngày nay đang cố tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng mọi cách, bất chấp cái mất của người khác. Kẻ thắng được gì
khi tự đắc bên cạnh người thua, vì bản chất chúng ta là tương tức tương liên. Chúng ta có vui không khi một nước nào đó vì chiến tranh mà không thể phát triển? Chẳng sớm thì muộn, cuộc chiến ấy cũng ảnh hưởng đến chúng ta, vì tất cả các quốc gia đều phải dựa vào nhau để tồn tại. Vấn đáp số 9. Thầy có thể nói về cảm giác khi ăn đồ ăn khất thực được không? Sư Minh Tuệ đáp lại: mình ăn đồ ăn người ta cho đâu phải dễ dàng gì. Đức Thế Tôn đã dạy rằng ăn đồ khất thực giống như một hòn sắt nóng, hoặc mang cái áo của người gia chủ cúng dường, giống như lấy sắt nóng mà áp lên người. Sự đảnh lễ cúng dường của người ta giống như sợi lông đuôi ngựa thắt chặt vào đầu gối, đau đớn vô cùng. Vì thế, mình phải biết tu hành siêng năng, không được lười biếng để không bị mang nợ. Ăn đồ khất thực là nhận lấy trách nhiệm tu hành và trả ơn. Nếu không thì tự mình làm ăn chứ không thể nợ như vậy được. Kính thưa quý vị, khất thực được duy trì ở nhiều quốc gia Phật giáo, đặc biệt là trong hệ phái Nam Tông. Việt Nam ít hoạt động trì bình khất thực, nhưng lại có nhiều người xấu giả dạng nhà sư để khất thực, thực tế là đi xin tiền. Đây là một điều rất đáng tiếc. Đáng tiếc hơn là ngay cả một số lễ trì bình khất thực diễn ra ở nhà chùa cũng xảy ra tình trạng bỏ phong bì, tiền vào trong bát nhà sư. Và nhà sư, những người thấu rõ hết giáo lý nhà Phật, lại coi việc nhận tiền bạc là điều đương nhiên, thậm chí khuyến khích Phật tử cúng dường càng nhiều càng tốt. Y bát được xem là vật báu của người xuất gia, khi thọ giới được nhận để sử dụng hàng ngày và giữ gìn cẩn thận, nhằm nhắc nhở mình là một người mô phạm cần giữ giới thanh tịnh. Chiếc bình bát chỉ dùng để nhận thức ăn, thọ thực theo truyền thống. Trong tinh thần đó, đối với Phật giáo Nam Tông, tuyệt đối không nhận tiền bạc, hiện kim, đồng thời chỉ khất thực trong buổi sáng trước 12 giờ trưa. Khi am hiểu nguyên tắc đó, tín đồ Phật tử sẽ cúng dường đúng pháp, chỉ cúng đồ ăn và cúng trước giờ trưa. Từ đó, ta cũng có thể phân biệt được đâu là sư thật và đâu là kẻ giả sư. Vấn đáp thứ 10. Thưa Thầy, thời Đức Phật bấy giờ chỉ đi chân không đúng không ạ? Sư Minh Tuệ đáp lại: thời Đức Phật thì có đi chân không, trong kinh có nói như thế, nhưng trong luật vẫn có người đi dép như tỳ kheo. Còn thì không mang dép sẽ tốt hơn là mang dép, vì khi đi chân không, mình chánh niệm, biết đau chân để nhìn đường mà đi. Nếu mang dép thì mắt lại nhìn ngước lên trời mà không lo nhìn dưới đất. Khi không mang dép, mình lo nhìn xuống để tránh đá, gai nhọn, không dẫm phải chúng sinh như kiến. Đi dép thì chân không đau, không cần lo, nên khó mà chánh niệm được. Từ câu trả lời này của Sư Minh Tuệ, ta có thể thấy hình ảnh của một vị sư chân thật đã lan tỏa thiện tâm cho nhiều người, để họ có thể đặt mình xuống những tranh chấp hơn thua, có thể chọn đời sống kham nhẫn, giản đơn, không mưu cầu chiếm hữu quá nhiều thứ cho mình, có thể buông bỏ những hư danh, phù phiếm, từ đó hiểu được sinh tử vô thường, để hướng đến con đường thanh tịnh và giác ngộ. Sư Minh Tuệ là người thiểu dục chi túc, có thể buông bỏ cái tham, có thể hướng đến đời sống độc cư, có thể chọn cho mình pháp môn nào đó để tự mình thức tỉnh. Người tu thì bản chất là không dính mắc, không lệ thuộc vào hình tướng, sắc thái bên ngoài, không còn bị ràng buộc bởi danh lợi, tiền bạc, tham cầu, không mong muốn ăn ngon mặc đẹp, là có thể hóa giải được những vướng mắc bên trong, tự tại vô ngã trước ngũ dục và ngũ trần, là thực hành thánh đạo 8 ngành gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là tu tập tam vô lậu học, giới định tuệ để tự mình giác ngộ đi đến niết bàn. Vấn đáp số 11. Thưa Thầy, nhiều người làm việc chân chánh, hiền lành lại gặp nhiều điều không hay, lý do là gì? Sư Minh Tuệ đáp lại: là do nhân quả đời trước. Người làm ác có thể đang hưởng phước báo đời trước, chưa hết phước nên chưa gặp điều không hay. Còn người làm thiện đời này nhưng đời trước làm ác, điều ác đó chưa tiêu hết, phải chờ hết mới hưởng được phước báo. Chẳng hạn như một vị vua làm ác nhưng có nhiều tài sản, vui chơi hưởng lạc, đến khi hết phước báo thì tự gặp điều xấu. Người làm thiện đời này quả chưa trổ ra vì còn nhiều nghiệp ác đời trước. Vấn đáp số 12. Thưa Thầy, ôm bình bát đi xin ăn có phải là việc làm hèn hạ hay không? Sư Minh Tuệ đáp lại: cầm bát đi xin ăn là hèn hạ thấp kém,
Vì trong kinh Đức Thế Tôn có nói như vậy: Ngài nói đây là nghề hèn hạ nhất, thấp kém nhất, đáng bị nguyền rủa nhất. Ôm bát trên tay, chạy chỗ này chỗ kia để xin ăn. Mình không phải là không kiếm được mà ăn, không phải là không có trí tuệ để làm ăn. Mình làm theo lời Phật dạy, vì mục đích lý tưởng, để có trí tuệ giải thoát. Biết đó là nghề hèn hạ, nhưng mình vẫn chấp nhận, không sợ xấu hổ. Vấn đáp số 13: Thầy có thể nói về cách điều hòa thân tâm được không ạ? Sư Minh Tuệ đáp lại: Khi họ khen chê bình thường, trời đang nắng mà có ai cho một chai nước thì rất quý. Nhưng khi mình đã có rồi, họ cho thêm thì nặng. Nhu cầu không có mà ôm thêm thì sẽ là khổ. Khi đi trên đường không ai cho thứ gì, nổi sân, cho nhiều quá cũng nổi sân. Về bắt đầu tập niệm điều hòa thân tâm để học được. Ở thất núi hang, không đi về, không gặp ai thì không chuyện này xảy ra. Vấn đáp số 14: Thưa Thầy, có địa ngục hay không, hay là do mình tự nghĩ ra? Sư Minh Tuệ đáp lại: Địa ngục có cảnh giới địa ngục, do nhân duyên tâm của người làm ác dẫn đến. Khi tái sanh không còn địa ngục, địa ngục mở ra khi sát sanh, trộm cắp, làm điều ác. Hiện tại sống khổ, khi chết đi lại tái sanh vào cảnh giới địa ngục. Địa ngục là một cảnh giới như cảnh giới người, súc sanh, ngã quỷ. Cảnh giới địa ngục không thấy được, chỉ thấy được cảnh giới của người, cây cỏ, súc sanh. Cảnh giới khác thì không thấy. Ví dụ do nhân duyên nào mở ra cảnh giới đó? Niết bàn, tùy mỗi người sẽ thấy mỗi cảnh giới khác nhau. Đức Phật Thích Ca ở cảnh giới Niết bàn, Đề Bà Đạt Đa ở cảnh giới địa ngục. Có người sẽ thấy được một cảnh giới, có cả hoặc không. Vấn đáp số 15: Sư chia sẻ giúp con, trước đây sư ở chùa nào ạ? Sư Minh Tuệ đáp lại: Trước đây con ở cả chùa và ở tịnh xá, nhưng đi thế này thì con không nói chùa nữa, rồi làm ảnh hưởng đến họ. Thông qua câu trả lời này, chúng ta có thể thấy rằng Sư Minh Tuệ không hề muốn nhắc lại ngôi chùa trước đây mà mình tu tập, để tránh những điều tiếng không hay về việc tranh cãi hình ảnh của ông với những hình ảnh tăng ni khác. Trước đây có người từng hỏi rằng: Con thấy các vị sư đều mặc cho mình những bộ y áo vàng sang trọng, vì sao thầy chỉ dùng những mảnh vải vá với nhiều màu sắc như vậy? Thầy Minh Tuệ đầy từ bi trả lời rằng: Màu vàng con nghe trong kinh, đó là màu của A-la-hán, màu của các bậc chân tu. Cái y màu vàng giống ruộng phước, lúa thời kỳ đã chín. Như con bây giờ là đi lượm, cái màu gì cũng được, vì con là người tập tu, tập học, nên chưa đủ để khoác áo y màu vàng đó. Khi mà chính mình thành tựu, gọi là viên mãn giới luật, mình có thiền định, mình có trí tuệ, mình được giải thoát, thì mình cũng xứng đáng có được chiếc y áo màu vàng. Tất cả những câu trả lời này cho thấy Sư Minh Tuệ là một người vô cùng khiêm tốn, và từ đầu đến cuối ông vẫn không nhận mình là thầy của ai cả. Kính thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ, một người với dáng vẻ đen bụi, chính là lời khuyên chân thật nhất từ Kinh Phật, là thông điệp của bình an và hạnh phúc. Thầy ấy với thái độ sống giản dị và thanh thản như một chiếc phanh, giúp mình giữ được cuộc sống chậm lại, tránh xa những áp lực và lo toan thường nhật. Được gặp thầy Minh Tuệ là một cái duyên lớn lao, nhưng cái duyên đó chỉ thực sự trổ hoa lớn mạnh khi nhận thức của mình thay đổi và sẵn sàng đón nhận những giá trị mới mẻ. Thầy Minh Tuệ không có gì để cho mình ngoài ánh nhìn đầy nhân hậu, chứa đựng sự thông thái và tình yêu thương. Còn mình, dù không thể cúng dường cho ông những thứ lớn lao vượt khỏi tầm tay của mình, nhưng một gói xôi, một chai nước nhỏ bé cũng đủ để thể hiện tấm lòng thành kính. Sự xúc chạm giao duyên vi tế đó, dù đơn giản, có thể là khởi đầu của một sự mầu nhiệm lớn lao trong cuộc đời của mình. Nó như một tia sáng, một ơn gọi từ đấng linh thiêng, mở ra con đường mới, dẫn dắt mình đến với sự bình an và hạnh phúc đích thực. Cảm giác khi đứng trước thầy Minh Tuệ, mình như được truyền thêm nghị lực, thêm niềm tin vào cuộc sống. Mỗi lời nói, mỗi hành động của thầy đều chứa đựng sự sâu sắc, triết lý và yêu thương. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là một điểm nhấn, một bước ngoặt, giúp cho chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất hoặc danh vọng, mà là ở sự thanh thản trong tâm hồn và lòng biết ơn những điều giản dị mình đang có. Nhìn vào ánh mắt của thầy Minh Tuệ, mình có thể nhận ra được bình an không phải là đích đến xa xôi,
mà là trạng thái tâm hồn có thể đạt được qua từng ngày mình sống chậm lại, hiểu bản thân mình hơn và trân trọng những giá trị tinh thần xung quanh mình. Nhìn thấy hình ảnh của Thầy Minh Tuệ chính là việc chúng ta được truyền cảm hứng, là cơ hội để mình học hỏi và áp dụng những triết lý sâu sắc vào cuộc sống hàng ngày, giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Trong cơn nắng hạn về chánh pháp, sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ chẳng nhận tiền, chỉ nhận một bữa cơm chay trong ngày, chính là một phép màu nhiệm, một tia sáng le lói trong đêm trường u ám, là tiếng gọi thân thương của Đức Phật từ xa xưa vọng về, là giọt nước mát lành tái sinh trong những tâm hồn từng u mê lạc lối. Cuộc đời tu hành chánh pháp của Sư Minh Tuệ cho chúng ta thấy được màu nhiệm không ở đâu xa xôi, chẳng phải là hào quang chói chang rực rỡ, không phải là tiếng sấm sét rung chuyển đất trời, không phải là giọt nước ngọt ngào đặc biệt. Màu nhiệm đến từ một con người Việt Nam thật thà chất phác, đầu trần chân đất, chẳng nói lời hoa mỹ, chẳng chùa to tượng lớn, chỉ đơn giản là học tập theo đúng những lời Phật dạy mà thôi. Nhưng cũng đủ để cảm hóa bao nhiêu tâm hồn thiện lương của những Phật tử khác, khiến ai ai cũng cảm thấy yêu mến và kính trọng ông. Nhìn thấy sư, chúng ta như quán chiếu lại bản thân mình, tự nhiên thấy mình hạnh phúc vì mình có một mái nhà để trú mưa trú nắng, một bộ đồ mặc trên người cũng lành lặn, và chí ít cũng có một đôi dép dưới chân. Tại sao mình vẫn chưa cảm thấy được bình an? Sư Minh Tuệ chỉ cần thức ăn cho một bữa, không giữ tiền bạc. Tại sao mình có thức ăn thừa, có tiền nhiều hơn sư mà vì sao mình vẫn lo lắng, băn khoăn? Đó chính là giá trị của bậc chân tu Minh Tuệ. Trên đây, Văn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn 15 lời đáp trả của Sư Minh Tuệ khiến ai nghe xong cũng phải thức tỉnh. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.